người thứ 4 tử vong sau tiêm vaccine ở Thanh Hóa. Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, một trong hơn 60 người bị phản ứng sau tiêm vaccine Verocell tại công ty dày Kim Việt, đã tử vong sau hơn 2 ngày can thiệp ECMO. Sáng 26 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là ca thứ 4 tử vong liên quan đến sự cố tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Nông Cống, 3 hôm trước. Người phụ nữ này, trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vốn đã được tiền lượng nguy kịch. 8 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định. Gần 60 người khác biểu hiện nhẹ, đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng tiến triển tốt, tâm lý ổn định, chờ xuất viện. Tất cả đều là nữ, 25-30 tuổi, công nhân công ty dày Kim Việt. Họ cùng với khoảng 400 công nhân của công ty được tiêm vaccine Verocell hôm 23 tháng 11. Có mặt tại Thanh Hóa đêm 24 tháng 11, sau điều động trực tiếp của Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Văn Chi, trưởng khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết đội chi viện đã phối hợp với bệnh viện, Sở Y tế hội chẩn và cứu chữa các bệnh nhân. Trong đó, 6 người nặng nhất điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có tiến triển tốt, bỏ được thuốc nâng huyết áp, có thể ổn định trong một vài ngày tới. Theo bác sĩ Chi, các bệnh nhân này bị sốc phản vệ sau tiêm, thuộc nhóm phản ứng nghiêm trọng, sẽ gặp phải tình trạng viêm cơ tim, giảm tiểu cầu. Còn nhóm bệnh nhân đang theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, hầu hết là phản ứng thông thường sau tiêm, không tụt huyết áp, không phải sốc phản vệ, chỉ đau đầu, đau tay nhẹ. Trước đó, ngày 18 tháng 11, huyện Nông Cống được cấp 53.000 liều vaccine Verocell theo kế hoạch tiêm phòng COVID-19. Cùng đợt, huyện nhận hai loại vaccine mRNA và Pfizer. Ngày 23 tháng 11, huyện bắt đầu tiêm vaccine Verocell trước cho 13.400 người đã tiêm mũi 1, theo kế hoạch sẽ được tiêm tiếp mũi 2, và 16.500 người độ tuổi 18-49 tiêm mũi 1. Tuy nhiên, khi tiêm được khoảng 10.000 liều, thì hàng chục nữ công nhân công ty dày Kim Việt xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó 5 người phản ứng phản vệ. Họ được sơ cấp cứu tại chỗ và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị, cùng nhiều công nhân có triệu chứng nhẹ. Đến sáng 24 tháng 11, 2 người tử vong, người thứ 3 mất vào chiều cùng ngày. Chiều 25 tháng 11, thêm một người qua đời. Hội đồng tư vấn chuyên môn ngày 25 tháng 11 họp, đánh giá nguyên nhân ban đầu tai biến do sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell. Hội đồng nhận định quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và điểm tiêm chủng tại công ty dày Kim Việt được thực hiện kiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa thông tin. Sở Y tế Thanh Hóa đã dừng tiêm vaccine Verocell lô B2021103398, chờ quyết định của Bộ Y tế.